Em xin chào các bác ạ. Và hôm nay thì bên em đã có một đơn hàng gửi cho một bác khách ở Hải Phòng. Và bác có lấy bên em đó là một cái bộ đầu màn chọn bài đến từ thương hiệu là Smartca. Và cái bộ đầu màn Smartca 360 này, nó là hiện tại là cái dòng đầu đứng đầu trên thị trường. Thứ nhất là về cái giá thành và thứ hai là về cái tính năng của nó. Nó đều sẽ rẻ hơn và nhiều tính năng hơn tất cả những cái dòng đầu khác ở trên thị trường Việt Nam bây giờ các bác nhé. Và cái dòng đầu Smartca này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái thiết kế của nó rất là nhỏ gọn này. Cái thứ hai là nó sẽ có đầy đủ các tính năng mới nhất của những cái dòng đầu karaoke hiện đại trên thị trường. Ví dụ như là sử dụng để xem phim 3D, xem phim 4K, rồi xem YouTube, rồi hát không quảng cáo, chọn bài không giới hạn. Và chúng ta có thể là lắp ghép cái dòng đầu này với rất là nhiều các thể loại màn khác nhau ở trên thị trường. Ví dụ các bác đang có những cái bộ đầu màn cũ mà các bác muốn thay đầu thì các bác chỉ cần mua cái đầu Smartca này thôi là các bác có thể mang về, các bác ghép nối với cả những cái màn cảm ứng các bác đang sử dụng ở nhà, kể cả màn Vietcat TV hay là màn Sub KTV, màn BTE hay là màn Vinaca TV vân vân. Gần như là 99% các thể loại màn cảm ứng trên thị trường thì cái đầu Smartca này đều có thể lắp ghép được. Và ở trong cái bộ này thì các bác khách lấy luôn cả cái màn cảm ứng của thương hiệu Smartca đấy các bác nhé. Nếu mà có những cái màn cảm ứng này thì nó sẽ chọn bài nó mượt mà và nhanh gọn hơn rất là nhiều. Còn nếu mà các bác muốn tiết kiệm chi phí, các bác không muốn sử dụng màn cảm ứng thì các bác có thể là sử dụng một chiếc điện thoại di động hoặc là một cái chuột có dây hoặc là chuột không dây để các bác lựa chọn sử dụng thao tác và điều khiển cái đầu Smartca bằng điện thoại di động hoặc là ở trên chiếc tivi các bác nhé. Và bên em đã làm nhiều cái clip mà giới thiệu về cái tính năng đấy của dòng đầu Smartca rồi. Đấy là trong trường hợp là các bác muốn tiết kiệm cái chi phí tối đa, không muốn tốn thêm nhiều tiền thì các bác có thể là sử dụng không cần màn hình cảm ứng cũng được. Và khi mà các bác đang có những cái dòng đầu cũ ấy, ví dụ như cái đầu Vietcat TV đời cũ chẳng hạn, mà các bác muốn nâng cấp lên thì các bác có thể là mua cái main của Smartca bên em. Và các bác về các bác tự nâng cấp hoặc là các bác gửi cái đầu cũ lên bên em nâng cấp lên cho các bác. Và chi phí so với các bác mua những cái dòng đầu mới này nó chỉ rẻ khoảng bằng một nửa thôi các bác nhé. Đấy, cực kỳ là hợp lý và kinh tế để cho những ai mà đang có những cái, ví dụ như là các bác đang kinh doanh rất là nhiều các phòng hát nhưng mà các bác kinh doanh từ lâu đời rồi và những cái đầu cũ ở đấy hiện tại nó không có chức năng hát online này, bài thì lỗi thời này và ổ cứng thì bị đầy, bị quá tải, thì các bác hãy gửi lên bên em. Và cái chi phí khi mà nâng cấp hàng loạt như thế nó sẽ tiết kiệm cho các bác một khoản rất lớn các bác nhé. Và đây là sẽ là cái màn hình chính khi mà chúng ta vừa mở cái đầu Smartca lên. Nó sẽ là cái ứng dụng Smart Karaoke. Và trong ứng dụng Smart Karaoke này các bác có thể thấy là nó sẽ có 3 mục là Karaoke, YouTube và SoundCloud. Cái phần Karaoke này đó là những cái phần bài hát có sẵn offline mà đây em đã copy những bài hát mới nhất em để vào trong ổ cứng rồi. Tức là khi mà không có mạng hoặc là các bác nhà các bác bị mất mạng thì các bác vẫn có thể thoải mái karaoke với rất là nhiều những bài hát mới. Và ở bên cái phần YouTube này, nó sẽ là cái kho nhạc online của toàn thế giới và cứ có bài hát mới nó sẽ tự động nó cập nhật luôn chứ nó không cần phải đợi chúng ta phải làm cái thao tác gì hết. Và nó như là cái YouTube mà các bác dùng trên điện thoại TV các bác nhá. Các bác sẽ nhấn vào cái thanh màu trắng này, nó sẽ hiện lên cái bàn phím để các bác có thể là lựa chọn này. Và đặc biệt là cái bàn phím này các bác có thể thay đổi nhiều ngôn ngữ khác nhau để chọn bài của các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp là các bác làm những cái phòng hát chuyên nghiệp phục vụ những cái đoàn khách nước ngoài khác thì họ có thể là thay đổi cái bàn phím sang ngôn ngữ của họ để họ lựa chọn những cái bài hát của nước họ và họ sẽ thoải mái giải trí các bác nhá. Đây là một cái tính năng mà em chỉ thấy là ở trên cái dòng đầu Smartca có thôi. Còn những cái dòng đầu hiện đại thì nó chỉ thay đổi ngôn ngữ của hệ thống chứ còn cái bàn phím thì nó vẫn là bàn phím tiếng Việt. Thế nên là những đoàn khách người Trung hoặc là người Hàn hoặc người Nhật vào thì người ta cũng chịu chết, người ta không thể nào chọn bài được. Đây, và khi mà chúng ta chọn bài thì cái thao tác chọn bài nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn và chọn thôi. Đấy, và khi mà các bác chọn nhiều bài hát thì nó sẽ hiển thị ở cái phần bài kế tiếp ở đây, nó sẽ hiển thị các danh sách ở đây để các bác có thể tua bài, next bài. Không như các bác hát trên điện thoại hoặc là hát trên TV thì các bác chỉ được chọn một bài thôi. Và sau đó khi nó hát hết các bác mới bắt đầu chọn bài tiếp theo thì nó rất là mất thời gian. Nếu mà chúng ta đang làm những phòng hát cho nhau nghe hoặc là những cái phòng trà ấy mà chúng ta sử dụng TV để chọn bài thì nó rất là mất điểm. Bởi vì chủ yếu là khách đến để người ta ca hát mà chọn bài cứ mỗi lần chọn nó phải mất thời gian như thế thì nó rất là buồn cười. Thế nên chúng ta nên chọn những cái dòng đầu chuyên nghiệp để phục vụ cái phần hát hò đấy cho nó trau chuốt và mượt mà. Và nếu mà các bác không muốn hát nữa, các bác có thể chuyển sang phần SoundCloud ở đây để nghe nhạc này. Trong này thì có rất là nhiều những bài hát cập nhật thường xuyên và cứ có bên nào làm nhạc, người nào làm nhạc mà người ta đăng lên thì nó sẽ tự động nó cập nhật về đây luôn các bác nhá. Nào thì nhạc Vina House này, nhạc Nonstop này, rồi nhạc Remix này, các thể loại nhạc đều có ở trong này. Và nếu mà các bác không muốn hát nữa thì các bác có thể là thoát ra ngoài để vào cái phần ứng dụng chính, cái phần menu của đầu Smartca. Ở trong này thì chúng ta có thể xem được FPT Play, K+,
TV 360, VTV Go hoặc là các bác dùng Zalo, Facebook, Messenger đầy đủ luôn các bác nhá. Nó không khác gì một chiếc điện thoại di động hay là một cái máy tính bảng nhá các bác cả. Và đây là một cái tính năng rất đặc biệt trên cái dòng đầu Smart Car. Và ở trên thị trường hiện tại ở Việt Nam ấy, không có một cái dòng đầu nào mà nó có thể có tải được nhiều ứng dụng như cái dòng đầu Smart Car này. Và các bác muốn tải thêm ứng dụng gì thì các bác vào thêm cái cửa hàng APK Pool này. Trong cái cửa hàng này các bác muốn tải ứng dụng gì thì gần như là nó cũng đều sẽ có hết các bác nhá. Gần như là nó sẽ đều có hết. Ví dụ các bác tra chữ K cộng ở đây này thì nó sẽ hiển thị ra cái ứng dụng K cộng đấy. Và các bác có thể là tải về. Đây hiện tại thì em tải sẵn rồi. Ứng dụng TV 360 rồi ứng dụng VTV Go, YouTube, Messenger, Facebook, Google, Chrome, Instagram, Netflix xem phim. Rất là nhiều ứng dụng TikTok này, CapCut này, rồi các trò chơi này. Các bác thấy không ạ? Nó như là cái máy tính ở nhà các bác nhé. Như là cái máy tính bảng, như là cái điện thoại ở nhà. Khi mà chúng ta vào cái phần menu này thì nếu mà các bác phục vụ phòng hát cho nhau nghe ấy, thì đôi lúc họ đến họ không hát mà họ đến xem giải trí, xem bóng đá, uống bia, nói chuyện vui vẻ, thì các bác có thể vào phần ca cộng. Nó vừa có phim, nó lại cũng vừa có những cái chương trình thể thao bóng đá trực tiếp. Đấy, các bác có thể là đóng phí để xem được nhiều kênh hơn, hoặc là các bác nhớ mà xem miễn phí ở đây thì nó sẽ có một số kênh để các bác xem. Đấy, đây là tùy các bác có đăng ký hay không các bác nhá. Đây rất là nhiều các thể loại, các mục phim ảnh để các bác có thể lựa chọn để xem này. Các bác thấy không? Đấy, và cái dòng đầu Smart Car này thì bên em đang bán với mức giá là dao động từ 8 đến 10 triệu tùy theo dung lượng của ổ cứng các bác nhá. Và đầu này kể cả các bác không lấy ổ cứng cũng được, nó sẽ có thể chạy độc lập mà không cần ổ cứng. Không như là một số dòng đầu khác trên thị trường phải có ổ cứng mới chạy được các bác nhá. Còn con này có thể tự chạy độc lập được luôn. Và cái màn này thì giá dao động từ khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Đây là cái màn full tràn viền, là cái con màn điện dung của Smart Car. Kích thước màn hình là 21 inch. Đây là một bộ sản phẩm nó đi liền với nhau các bác nhá. Đây là vỏ hộp của đầu Smart Car này. Đây là vỏ hộp của màn Smart Car này. Và cái chân này không phải là chân zin của nó. Đây là cái chỉ là cái giá để em để tạm lên thôi. Đây mới là cái phần chân của nó. Hiện tại em đã bọc sẵn sàng để test tất cả sản phẩm rồi gửi đi cho khách hàng. Và các bác có thể lựa chọn một là chân dài, hai là chân ngắn các bác nhá. Một số trường hợp là những các bác nào đi làm sự kiện ấy mà có những cái tủ đồ thì các bác có thể lựa chọn những cái chân ngắn để các bác đính hẳn lên trên tủ đồ luôn, các bác hàn luôn lên trên tủ đồ. Thì các bác có thể lựa chọn và báo trước bên em thì bên em sẽ kèm cho bác những cái phụ kiện nó phù hợp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin dừng cái clip này ở đây ạ.